các bạn ta đang xem cái video hiện bài 12 của lớp Smart Choice 2 hay là lớp 4. Chúng ta xem coi là video này người ta yêu cầu để phát phạm cái gì nhé. Clause part 1, real in present or future. Có điều kiện lần 1. Có thật hiện tại là tương lai có điều kiện và chỉ là lần 1 thôi, chứ không phải là dạy tất cả. Bây giờ ta sẽ xem qua cái cách dạy. Three types: real in the present or future, unreal in the present or future, unreal in the past. Again. Có điều kiện có ba loại. Là một là giả định một điều có thực có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Ví dụ, nếu như tối nay trời mưa thì tôi sẽ có thể có khả năng trời mưa hoặc là hiện tại nếu mà bạn chăm chỉ bạn sẽ đi đâu. Unreal in the present future tức là giả định ngược lại một điều có thực, một điều không có thực thì hiện tại mà chúng ta giả định ngược lại điều đó. Ví dụ tôi lái đàn ông, đây là một điều có thật ở hiện tại, cho nên là tôi không thể kết hôn với anh Tom được. Vậy nên giả định một điều ngược lại, nếu mà tôi là phụ nữ thì hiện tại tôi không phải là phụ nữ, tôi gọi là riêng thì tôi sẽ lấy anh Tom. Nếu có thật hiện tại tôi không có tiền, thế tôi không có tiền hiện tại, tôi không có tiền, cho nên là tôi không thể mua được cái căn nhà 5 tỷ đó. Vậy thì chắc có điều kiện gia đình được là nếu như mà tôi có tiền, tôi sẽ mua cái căn nhà. Rồi, unreal in the past là sao? Và gia đình được là cái điều mà có thực trong quá khứ. Vì hôm qua tôi về trễ, về nhà trễ, cho nên là tôi bị mẹ tôi la. Bây giờ mình giải thích được là nếu như hôm qua mà tôi không về nhà trễ thì mẹ tôi cũng có la. Ta giải thích ngược lại điều có thực. Là cái câu đảo ngược như vậy nghĩa là unreal in the past. Đó, thì chúng ta nghĩ như vậy chúng ta sử dụng các cái loại câu điều kiện. Right, now, so today we are learning the first types of conditional sentences, real in the present or future.
really impressive confusion. For these types, deep blocks, because if and subject and verb. Main blocks, because subject will and verb. Single subject here, we put S and S. Present simple tense, future simple tense. If I study hard, I will pass this thing. If she works hard, she will have money. If she works hard, she will have money. Right. If he needs me, I will have him. If he needs me, I will have him. Again. 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 I ask you answer. If you study hard, what will happen? If she works hard, what will happen? If he needs you, what will happen? Page 78, language practice, if clauses with modals. If you live downtown, you'll be near some good stores. If you live in the city, you won't have to take the bus. If you rent a place in the suburbs, it might be less expensive. If you rent a place in the city, it may be more dangerous. Now look at what you say. Let me practice. It was time one. Real present or future. If you live downtown, you'll be near some good stores. If you live downtown, you'll be near some good stores. If you live in the city, you won't have to take the bus. If you live in the city, you won't have to take the bus. If you rent a place in the suburbs, it might be less expensive. If you rent a place in the suburbs, it might be less expensive. If you rent a place in the city, it might be more dangerous. If you rent a place in the city, it might be more dangerous. Again. 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 I live by solar, who can bump per se, adult. You will set an instruction. And it was 7.4, it was an aircon by a city. You not want. You can tell me to my body, or at last, I said, to get mine, or at last. You can use mine or me. And the sentence that you have made was you. Or at last.
sẽ có lẽ như vậy là thêm một cái chỗ ở thành phố thì có lẽ nó sẽ nguy hiểm hơn. So if subject verb possessive tense and here main clause subject will or might obey and verb bear duty. Như vậy chúng ta đã làm xong phần là bài 12 phần grammar 12 được Smart Choice này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và chúc bạn yêu thương.